Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Ái và dục vọng là tảng đá buộc chân người tu đạo. Cho đến hơi thở cuối cùng cũng nên đối xử tốt với mọi người, nhưng đừng để tình ái xen vào. Trong nghiệp sinh tử, tình ái và dục vọng là gốc chướng đạo. Là người tu đạo, bất luận đối với người hoặc đồ vật, nếu sinh ra lòng ái dục thì sẽ chướng ngại sự tu hành, làm mình không phát triển được. Nói một cách rõ ràng hơn, ái dục là sinh tử chính là ái dục. Ái dục là nguồn gốc của sinh tử, nếu không phá vỡ tình ái dục vọng vô minh thì mình sẽ không thể ra khỏi biển lớn sinh tử. Làm sao để thoát sinh tử? Rất giản dị, chỉ cần đoạn dục khử ái, nghĩa là dứt dục vọng trừ ái tình, chẳng cách nào khác hơn. Người tu đạo đừng nên suy nghĩ về tình ái dâm dục, càng không nên có hành vi yêu đương. Đối với bất cứ người nào không nên sinh lòng yêu đương, hễ có lòng yêu đương thì gốc khổ không thể tránh được, vì có lòng yêu đương thì khó thoát vòng sinh tử. Có người nói, con người là động vật có tình cảm, chuyện ăn uống và dâm dục là việc tự nhiên. Chính bởi vì nhân duyên đó nên cần phải tu đạo. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có dạy rằng, mình xem những người già như mẹ mình, những người lớn tuổi như chị, những cô trẻ là em và những đứa nhỏ là con. Hãy sinh ra lòng độ thoát họ và diệt trừ những niệm ác. Là kẻ tu đạo, mình phải luôn luôn quán tưởng như vậy. Nếu quả không có ái, phải chăng khi gặp người khác, mình cứ ngậm miệng chẳng để ý đến họ? Không đúng. Mình không chấp trước vào tình ái, không sinh lòng yêu đương, nhưng không sinh ra lòng ruồng ghét kẻ khác cũng không thể nói rằng, bởi vì tôi không thương người ta nên tôi phải ghét họ, đó là điều sai lầm. Như vậy thì thế nào là đúng? Đúng tức là không thương mà cũng chẳng ghét ai, không thương không ghét chính là trung đạo. Tu hành là tu cái gì? Chính là tu pháp trung đạo. Đối đãi với người mình luôn luôn bình, dùng tâm từ bi nhưng phải luôn cẩn thận, chớ để rớt vào cạm bẫy ái tình. Quý vị nên chú ý, đừng nên bị tình ái làm cho mê hoặc. Nếu có người gửi cho quý vị phong thơ tình, quý vị cảm thấy lòng mình vui mừng, con tim hết sức hoan hỷ, cho rằng hễ có kẻ yêu mình là chuyện tốt. Sự thật là người yêu quý vị chỉ muốn kéo quý vị đọa lạc mà thôi. Quý vị thiện trí thức nên tựa vào chỗ này mà dụng công. Phải thật sự hiểu rằng, ái tình là thứ phiền hà vô cùng. Từ vô lượng kiếp tới nay, sở dĩ sanh tử không thể chấm dứt được là vì sao? Chính là bị hai chữ ái tình làm hại. Nếu như mình có thể đoạn dục khử ái thì mới có thể siêu thoát tam giới, không còn sinh tử nữa. Thứ mình thích thì mình yêu, không thích thì ghét bỏ. Hễ khi thích tức là mình đã sinh lòng yêu thương, hễ khi ghét lòng mình sẽ sinh ra sự ghét hận. Cả hai thứ yêu ghét đều là do tình cảm mà có. Người tu hành xử lý sự việc không dựa vào tình cảm, tuy nhiên cũng không thể giống như ông quan công ngồi chễm chệ trên bàn xử lý. Người ta đành lẽ, ông cũng không thèm nhìn tới. Đối với người, mình phải có sự hòa nhã, lễ độ, không nên cống cao, ngạo mạn, coi thường kẻ khác. Tóm lại, đối với người khác, mình phải có lòng từ bi, tìm phương tiện giúp đỡ họ. Lúc nào cũng nên nghĩ đến người khác và khiến họ sinh lòng hoan hỷ. Cho đến hơi thở cuối cùng, cũng nên đối xử tốt với mọi người, nhưng đừng để tình ái xen vào. Các vị nhớ lấy, đó là pháp môn vô cùng trọng yếu. Ha ha ha, 问什么的说